Xin trọng mời cô Marie Thu, mục sư Marie Thu cầu nguyện dân buổi sáng nay lên cho Chúa. Mời sự hiện diện của Chúa đến với chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin hiệp ý của Người. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa mỗi buổi sáng lại mới luôn Ngài ban cho chúng con là những tôi tớ mà Ngài chọn lựa cho chúng con ra mắt hiện diện của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin vương quốc của Ngài sáng ở cùng mọi chúng con, để chúng con chờ đợi sứ điệp của Ngài, để chúng con nghe tiếng của Ngài dạy dỗ chúng con thêm hơn nữa trên cõi đời này. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa đời sống của chúng con mỗi ngày lại mới luôn trong hơi thở của chúng con ở trên đất này, trên thời gian cuối cùng này Ngài ban cho chúng con vẫn còn gặp mặt anh chị em của chúng con là những người yêu mến Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, lời của Ngài ban cho chúng con thức tỉnh trong đời sống còn lại của mình chúng con. Và lời của Ngài là ánh sáng dẫn dắt con đi trong đường lối, trong bóng tối, trong sự bối rối của thế gian này. Và chung quanh của chúng con là điều nghe và thấy sự chết mỗi ngày. Nhưng mỗi buổi sáng, ân huệ của Ngài và sự thành tín của Ngài hằng có đời đời trên đời sống của mỗi chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con đầu tuần ngày thứ hai này, chúng con tiếp tục nhận những ân phước của Ngài ban cho, đó là tình yêu thương bao la của Ngài bao phủ chúng con. Bởi chúng con có sự lo sợ và bối rối, chúng con đang ở dưới cánh bóng của Ngài. Ngài hứa ai tìm kiếm Ngài và ở dưới cánh bóng Ngài thì Ngài sẽ bao phủ và che chở chúng con trong ơn yêu thương của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa tất cả những tôi tớ của Ngài ở trong đoàn hiệp đoàn phúc âm này. Chúa ơi, là những người yêu mến Chúa, muốn tiếp tục đi trên con đường của Chúa. Xin Ngài hãy ban Đức Thánh Linh tràn đầy trên mọi chúng con để dẫn dắt chúng con vào đường lối và lẽ thật của Ngài thêm hơn nữa. Chúa ơi, để đời sống của chúng con trở thành muối của thế gian và ánh muối của đất và ánh sáng của thế gian. Chúa ơi, đời sống gương mẫu là mỗi người được Chúa chọn lựa và dạy dỗ để chúng con đứng trong chức vụ và nhận những mạng lệnh của Ngài ban cho, là chúng con sẽ được ra đi, được nói môi miệng của chúng con để được nói lên tin lành, sự ân phước, sự vui mừng, Chúa ơi, trên cõi đời này để nhiều người được nghe chúng con. Chúa ơi, những môi miệng của chúng con được Chúa sức dầu và chúng con có trách nhiệm đối với Ngài trong cuộc đời còn lại của chúng con đây, để chúng con nhận mạng lệnh của Ngài mà ra đi, không phải ra đi một mình, ra đi tay không, mà ra đi bởi Ngài hứa ban cho mỗi người chúng con là những người Ngài kêu gọi. Đó là quyền năng phép lạ của Ngài trên đời sống của mọi chúng con. Chúa ơi, xin ban cho chúng con có mối thông công tốt đẹp đối với Ngài cũng như đối với anh em của chúng con. Tất cả mọi sự cặn bã tội lỗi Ngài yêu thương, Ngài tha thứ thì ban cho chúng con cũng có sự tha thứ với nhau, để chúng con nhận được quyền năng và phép lạ của Ngài và ra đi nói về tin lành mà Ngài ban giao cho mọi chúng con. Mạng lệnh này chúng con phải ra đi và bổn phận chúng con phải dạy họ và làm lễ bắp tem cho họ để họ nhận được sự cứu rỗi thật của Ngài trong đời sống của những người đồng bào chung quanh chúng con, của nhà gia đình hội thánh của chúng con, đứng vững trong niềm tin để chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Chúa ơi, mỗi chúng con hiệp lại với nhau không phải là vô ích, nhưng chúng con đang trông mong sự yêu thương, sự dạy dỗ của Ngài thêm hơn nữa, vì Ngài là đấng chân chiên hiền lành và chúng con là mỗi một con chiên ngoan ngoãn và nghe theo lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con ở trong vương quốc của Ngài mãi mãi và tìm kiếm Ngài và nhận được sự bảo vệ của Ngài trong ơn yêu thương của Ngài. Và con thành kính cầu nguyện vào buổi sáng hôm nay trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chào quý mục sư tổng hội cũng như là quý mục sư khắp nơi Campuchia, miền Bắc, cả Bình Phước.
Rất là vui, cảm ơn Chúa buổi sáng được Chúa ở cùng chúng ta. Mỗi ngày chúng ta cùng cầu nguyện Chúa, thờ phượng Chúa, và thứ hai cùng học lời Chúa, rất là được phước. Theo cá nhân tôi rất là được phước. Hallelujah. Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ trong sách Matthew chương 25 từ câu 1 đến câu 13. Ở đây tôi, chủ đề mà Chúa dạy cho tôi đó là 10 người nữ đồng trinh đi rước chàng rể, đó là dầu, đèn và dầu. Tôi chia sẻ đó là chủ đề, đó là đèn và dầu thôi. Chủ đề là đèn và dầu. Tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng hãy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kia chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các người nữ đồng trinh đều bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với người khôn rằng, xin bước dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong trong khi đi, họ đang đi mua thì chàng rể đến trễ. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Câu Kinh Thánh mà Chúa Giêsu dùng ví dụ đây là 10 người nữ đồng trinh cầm đèn và dầu. Trong 10 người nữ có 5 người khôn ngoan và 5 người dại. 5 người khôn ngoan họ đi rước chàng rể, như vậy họ đem dầu theo cua, vì có dầu trong đèn rồi. Nhưng mà họ đem cua dầu mang theo, họ đem cua dầu. Người kia thì họ không có đem, họ chỉ là chỉ trong đèn đó thôi, nhưng mà ở ngoài đó họ không đem cua theo. Cho nên là Chúa Giêsu dùng như vậy. Thì 10 người đến nơi rồi đợi, nhưng mà đợi rất là lâu, chàng rể họ tới rất là lâu. Khi mà đợi lâu quá như vậy, đến khuya rồi, bắt đầu là họ 10 người là họ ngủ hết, nên họ buồn ngủ quá, họ ngủ xong rồi tới chàng rể tới thì người khác nói là chàng rể đã tới rồi. Tất cả đều họ thức cả, 10 người đều thức cả, họ sửa soạn hết cái đèn của họ. Và mà cái đèn 5 người kia thì dầu sắp hết. Chắc là 5 người khôn ngoan, người giàu cũng chắc sắp hết, nhưng mà họ lại chế vào. Họ mang dầu theo đó, họ chế vào. Cho nên là đèn của họ bắt đầu là sáng tiếp. Còn đèn 5 người kia thì thiếu, không, tại vì không có mang dầu theo. Cho nên là 5 người giải là nói với người khôn, chị ơi, xin chia bớt cho chúng tôi dầu của các chị. Người khôn họ trả lời là sợ không đủ, nếu mà chia cho các chị lại sợ không đủ để cho chúng tôi. Đường thì không biết là xa hay là gần đó, cho nên là không thể nào mình lường trước, mình tính trước được. Bây giờ chị hãy đi mua. Đang khi những người này họ đi mua như vậy, tới nơi rồi,
Nhưng mà chẳng lẽ đó tới là những ai mà trực sẵn như vậy đó, là năm người đó là trực sẵn là họ đi luôn vào chỗ tiệc cưới, họ rất là chắc chắn là họ là vui vẻ. Nhưng mà người tới sau có giàu rồi, nhưng mà tới sau cái đường đó, cái cửa đó là họ đóng rồi, nhưng mà bỏ, họ nói là không biết, không biết, tại vì không có biết giờ, tại không có biết, tại vì họ cũng chính thức như vậy, cho nên là hối hận. Đây là Chúa Giêsu dùng ví dụ về năm người đồng trinh này, nói về 10 người đồng trinh này, nói về hội thánh. Người đồng trinh đó là chưa gả cho ai vậy, theo mà Chúa dạy dỗ riêng cho tôi là chúng ta chỉ là, chúng ta giống như là người nữ đồng trinh, là chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài Chúa Giêsu không phải là vừa Chúa Giêsu và vừa ma quỷ và vừa đời này đó, theo Chúa Giêsu là qua Chúa Giêsu đã đổ huyết cho chúng ta rồi, trên thập tự giá rồi, Thánh Linh đã biến đổi chúng ta rồi, lời Chúa đã rửa chúng ta thuộc về Chúa, giống như là đồng trinh như vậy, chỉ một mình Chúa, chờ đợi Chúa, chờ đợi Chúa rước chúng ta, chờ đợi Chúa không những mà chúng ta chỉ chờ đợi một chỗ như vậy. Trong sách chương 24 ở đây là chúng ta chờ đợi Chúa là chúng ta rao giảng lời Chúa, và có nhiều dấu hiệu sự Chúa đến nữa. Đó là như là chiến tranh nè, nước này với nước khác nè, chiến tranh nè, rồi dịch lễ nè, rồi đói kém nè, rồi động đất nè, rồi tiên tri giả nè, rồi bao nhiêu là những người mà yêu mến Chúa một thời gian họ sẽ nguội lần nè, rồi tội ác sẽ thêm nhiều như vậy đó. Chúng ta đang trong đợi Chúa không phải là chỉ là suôn sẻ, nhưng mà rất là nhiều điều xảy ra. Như ngày hôm nay đó là Covid, đây là đại Covid cả thế giới luôn, Covid-19 thì họ nói như vậy đó. Nhiều điều xảy ra với chúng ta, chúng ta phải cần điều gì? Như 10 người nữ ở đây là họ chờ đón chàng rể, đó là họ phải có cái đèn, trong đèn phải có dầu, có dầu. Nhưng mà không những có dầu, như năm người kia họ đem sức cua dầu theo, thời gian không biết là bao lâu, rồi cái khoảng đường họ đi không biết là bao xa nữa, đó là họ mang sức cua dầu theo. Cũng bài học cho chúng ta ngày hôm nay, như tại cứu ước là tại đền thờ thầy tế lễ là mỗi ngày, mỗi buổi sáng như vậy là mỗi ngày họ lau chùi cái đèn của họ, họ châm dầu ở tại đền thờ đó, là châm dầu để đèn đó là cháy luôn luôn, như thời ông Samuel nó đèn chưa tắt như vậy, nhưng mà cháy luôn luôn, nghe tiếng phán cho Samuel. Dù là tiên tri ông Heli, thầy tế lễ ông Heli, ông đã làng mắt rồi, nhưng mà cái đèn ở trong đền thờ đó là cháy luôn luôn như vậy đó, dầu là họ thắp luôn luôn, họ chế luôn luôn, trong cái đèn đó thì đèn mới sáng. Ở đây nói cái đèn, chúng ta không phải là cầm mà cái đèn thật. Ở đây nói cái đèn là trong ngôn đoạn 20, chúng ta mở 20 là 20 câu 27, đó là cái đèn là nói về tâm linh của chúng ta. Tôi đọc châm ngôn 20 câu 27. Linh thánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Cảm ơn Chúa. Ở đây là cái tâm linh của con người đó là ngọn đèn. Ngọn đèn. Ngọn đèn đó là làm gì? Chúng ta cần phải chế dầu vào. Dầu là theo mà Chúa dạy dỗ tôi, dầu mà Chúa sức dầu cho Đức Chúa Trời, sức dầu cho Đức Chúa Giêsu là sức dầu bằng Thánh Linh thần của Ngài. Là mỗi hội thánh là cần phải có Thánh Linh, phải đầy dẫy Thánh Linh ở trong lòng, để chúng ta mới đắc thắng cái sự như cám dỗ trong 24 ngày sự cám dỗ. Nào là tiên tri giả, nếu mà không bởi Thánh Linh ở trong chúng ta làm sao biết là tiên tri giả? Có khi là ông Phaolô ông nói là thiên sứ sáng láng nữa,
Và giả thiên sự sáng lang, nếu mà không bởi Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, là chúng ta làm sao mà sáng suốt được, làm sao mà chúng ta khôn ngoan được. Chúng ta đã dính bẫy rồi, làm sao mà chúng ta gặp Chúa, làm sao mà Chúa đoán chúng ta. Và chúng ta thiếu đi Thánh Linh ở trong chúng ta và thiếu lời của Chúa. Chúng ta chế dầu vào mỗi buổi sáng, chúng ta chế dầu vào mỗi ngày, chúng ta chế dầu vào, chúng ta nạp, chúng ta nhận lời Chúa, chúng ta tiếp nhận Thánh Linh ngày ngày để chúng ta được đầy dạy Thánh Linh. Qua đầy dạy Thánh Linh, qua đầy dạy lời của Chúa thì chúng ta đầy dạy sự khôn ngoan của Chúa, phân biệt, biển biệt đâu là Thánh Linh, đâu là tà linh, đâu là nhân linh. Đây là những Chúa dạy dỗ riêng cho tôi là như vậy. Chúng ta mở tiếp trong Thi Thiên. Thi Thiên 39 câu 4. Ở đây là cũng nói là về đang khi chúng ta suy gẫm lời Chúa như vậy đấy. Đó thì giống như là lửa như vậy đó. Đang khi chúng ta suy gẫm lời Chúa như vậy, giống như là lửa mà thật. Nghe lời có người ấy, nghe lời tờ báo, nghe lời này kia, theo tôi là rất là bối rối thì có. Nhưng mà nghe lời Chúa tôi thấy là kinh nghiệm rất là bùng cháy ở trong tấm lòng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta mỗi người chúng ta cần phải, mỗi quý mục sư, quý con cái Chúa, chúng ta cần phải nghe lời, chúng ta cần phải suy gẫm lời của Chúa. Qua suy gẫm lời của Chúa như vậy thì tâm linh chúng ta được bùng cháy. Tôi xin đọc 39 câu 3. Lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, đương khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên, bây giờ lưỡi tôi nói ra. Lưỡi tôi nói. Đã khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, đọc và suy gẫm lời Chúa, tôi thấy là lời Chúa đầy năng quyền làm cho tâm linh tôi được sống lại và được nóng cháy. Tôi không sợ hãi dù gặp mọi nan đề. Tôi suy gẫm lời Chúa, tôi đã cầu nguyện và tôi suy gẫm lời Chúa mà Chúa ban cho tôi lời nói rồi, tôi đối diện và đối phó với họ tôi không bao giờ sợ, rất là giản dị. Vì được đầy Thánh Linh và được đầy lời Chúa như vậy là chúng ta không bao giờ chúng ta sợ hãi. Chúng ta muốn có giàu đó là chúng ta phải cần trả giá, giống như năm người dạy đó là cần phải trả giá, cần phải đi mua. Chúng ta muốn có giàu, có Thánh Linh và có lời Chúa ở trong chúng ta cần phải trả giá thời gian của mình. Chúng ta cần phải trả giá, cần trả giá những thời gian của mình để chúng ta tìm kiếm lời Chúa. Không phải là tự nhiên là lời Chúa đến với chúng ta cần phải khát khao, chúng ta cần phải tìm kiếm thì chúng ta mới có. Nếu mà chúng ta không có tìm kiếm thì chắc chắn là không bao giờ xảy ra cho chúng ta cả. Hội thánh đầu tiên họ tìm kiếm Thánh Linh là như thế nào? Công vụ đoạn 2 từ câu 1 và đến câu 4 là họ tìm kiếm. Thì Thánh Linh mới đầy dạy trong họ. Khi Thánh Linh đầy dạy trong họ, họ mới có quyền phép để họ làm chứng về Chúa. Kết quả rất là số lượng người tin Chúa rất là đông. Có lần thì 3.000, có lần thì là 5.000 như vậy đó. Phát triển. Nếu mà đời sống chúng ta hội thánh ngày hôm nay mà thiếu đi những điều đó là chúng ta cứ chờ Chúa thì chờ không có giàu, không có Thánh Linh gì cả, không có lời Chúa gì cả. Như vậy thì giống như là mình đi giữa cái tâm này, mình không biết là đâu là tiên tri giả, đâu là tiên tri thật của Chúa, đâu là ma quỷ, mà đâu là ác linh, mình không thể nào mình phân biệt được. Vì mình không có Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Khi mà không có Thánh Linh này, chắc chắn cũng không biết thì giờ là như thế nào, thì điểm của Chúa là như thế nào, thì điểm hôm nay là như thế nào, thì điểm của Chúa chúng ta không có thể biết thì giờ. Cảm ơn Chúa như thế gian họ không biết, còn chúng ta thì biết. Cảm ơn Chúa, những điều này chúng ta không có ngẫu nhiên, những điều mà Chúa đã phán trước đây bây giờ là ứng nghiệm mỗi ngày mỗi ngày. Chúng ta thuộc về
vương quốc không có bị rung động vì chúng ta đã biết trước rồi, có Thánh Linh ở trong chúng ta, dạy dỗ chúng ta, có lời Chúa mách bảo cho chúng ta rồi, vì cớ đó chúng ta rất là giản dị, chúng ta không có sợ hãi, và chúng ta dù ở trên room này chúng ta cũng chia sẻ lời Chúa cho nhiều người, khích lệ lẫn nhau và chia sẻ lời Chúa cho nhiều người để họ cũng được cứu, vì chúng ta có dầu Thánh Linh ở trong chúng ta, có lời Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta đầy sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Vì cơ đó chúng ta phô bày cho những người thế gian họ chưa biết về Chúa. Tôi xin đọc từ câu đoạn 2 từ câu 1 và đến câu 4. Đây là cách mà họ mua dầu. Đây là không phải là tự nhiên Đức Thánh Linh đầy dạy trên họ. Đây là họ cầu nguyện sau khi Chúa Thăng Thiên, họ cầu nguyện là cỡ 10 ngày, khoảng 10 ngày họ cầu nguyện như vậy. Họ mới đầy dạy Thánh Linh, đầy dạy sự sức dầu của Chúa bằng Thánh Linh của Ngài. Tôi xin đọc. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho nói. Đây là muốn đầy dạy Đức Thánh Linh, đó là chúng ta cần phải để thời gian. Chúng ta muốn cần lời Chúa, muốn nóng cháy lời Chúa, quyền năng của lời Chúa trong lòng chúng ta. Chúng ta cần phải suy gẫm, đọc và chúng ta phải suy gẫm. Suy gẫm không những mà ban ngày thôi, cả ngày lẫn đêm. Quyển sách luật pháp này chứ xa mỉm người. Hãy suy gẫm ngày và đêm, sau đó làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy các ngươi mới được phước trong con, mới được phước và mới được may mắn trong con đường mình, con đường mà theo Chúa. Như vậy thì mình luôn luôn mình chuẩn bị với tư thế như vậy, thì như năm người kia họ mang dầu sức cua như vậy, họ không có sợ thiếu, đèn của họ cháy luôn luôn, gần hết bắt đầu họ cháy vào. Chúng ta có thể đợi Chúa, như tôi là 29 năm rồi, năm nay cảm ơn Chúa, chắc chắn là cũng có những điều, rất là những điều xảy ra đến với chúng ta, trải qua rất là nhiều. Nếu mà không chuẩn bị bằng lời Chúa, nếu mà chúng không chuẩn bị bằng Thánh Linh của Chúa đổ đầy trong chúng ta không thể nào biện biệt được, chúng ta sẽ vấp ngã ngay. Nhiều người không vấp ngã, lúc đầu rất mạnh mẽ nhưng mà một thời gian bắt đầu vấp ngã ngay. Đây là Chúa Giêsu đã biết trước cho chúng ta, Chúa Giêsu nói cho chúng ta, Chúa Giêsu nói là năm người khôn ngoan và năm người dạy. Chúa Giêsu nói là người đó là đợi lâu, người đó là ngủ. 10 người đều ngủ hết nhưng mà 5 người kia họ có dầu sẵn, mà 5 người kia thì lúc bấy giờ để đi mua dầu như vậy rất là không có được vào tiệc cưới rồi. Đấy, Chúa cũng cảnh cáo cho chúng ta cần phải chuẩn bị. Này là chắc chắn là Chúa chưa tái lâm. Biết đâu mai đây hay là như thế nào đó là Chúa đã tái lâm. Nhiều người họ nói là năm 2021, năm 2012 nói là Chúa tái lâm. Thật sự thì đâu Chúa đâu chưa tái lâm đâu, nhưng mà tiên tri giả đó, nếu mà chúng ta có lời Chúa như vậy rất là vững vàng. Tôi thì bên công an thì Bình Phước đã anh Cường hỏi, lúc đó là ngày 21 rồi, ngày 21 là ngày cầu nguyện Giáng sinh khắp nơi, đâm thăm viếng trên liên hạt thứ tính và khắp nơi như vậy đó. Thì họ hỏi là, họ gọi là, họ điện cho tôi là mục sư đang ở đâu vậy? Tôi đang thăm hội thánh, đang tham dự với Giáng sinh. Nói là cẩn thận, ngày hôm nay là nhiều người họ rất là lộn xộn, họ nói là Chúa tái lâm. Tôi biết rõ rồi, Chúa tái lâm không biết ngày, không biết tháng, nhưng mà Chúa tái lâm thì Chúa nói là có, nhưng mà Chúa nói là ngày tháng thì không có, Kinh Thánh thì không có ghi như vậy. Cho nên an tâm. Nhiều người họ rất là sợ hãi. Còn chúng ta thì có lời Chúa và có Thánh Linh soi sáng chúng ta có sự khôn ngoan. Vì thế cũng vậy, chúng ta hầu việc Chúa ngày hôm nay, chúng ta chờ đợi Chúa, chúng ta không có dừng chỉ một chỗ cầu nguyện mà thôi. Không phải, chúng ta phải rao giảng lời Chúa.
phải làm nhiều điều để nhiều người họ tin nhận Chúa. Như vậy chúng ta cần phải có Thánh Linh ở trong chúng ta, chúng ta cần phải có lời Chúa để chúng ta được soi sáng luôn luôn tâm hồn chúng ta, tâm trí của chúng ta, để chúng ta được mạnh mẽ đến ngày mà Chúa trở lại cứu chúng ta. Chúng ta ở với Chúa và Chúa ở với chúng ta ở trên thiên đàng. Thì xin chia sẻ bấy nhiêu lời, xin Chúa ban phước cho quý mục sư. Simon, do you know the Bible? I last saw this time. Trong khi chúng ta riêng tư với Chúa thì có thể nhờ mục sư Thảo chia sẻ những điều mà mục sư Liên giới thiệu cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta vào ở trong lời Chúa. Mục sư Thảo để cái điện thoại làm lại đi, giống như cô đang nằm ngủ trên giường mà chúng tôi thấy vậy. Để nghiêng cái điện thoại. Ok. Hồi nãy để thì thấy giống như cô đang nằm giường. Rồi không mở phải, chị đẩy đang mở ngang mà thường, bình thường mấy bữa nó quay mà giờ nó không quay. Nó chỉ quay hả? Đúng rồi. Rồi, mời cô Thảo. I will translate and summarize what Pastor Lim has shared. He shared about this is the time we hunger for, we seek God. He said in the story of the 10 virgins and also in Acts, the book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4. Chapter Acts. Yeah, Acts, the book of Acts. Yeah. The 2, verse 1 to 4. Like the disciple had waited upon the Lord for a long time to seek God, to hunger for the Holy Spirit to come and visit them. Yeah. And so the word of God say we also meditate his word day and night. So the Holy Spirit work upon the word of God. So we will be renewed. We will be pouring on the oil of the Holy Spirit so that we can have strength and power to go out and preach the gospel. Yeah. So he also shared in Matthew 25, verse 1 to 3. So when he's say about in the end time, and then of the 10 virgin in Matthew 25. Yeah. So he said there are 10 virgin looking for the Lord, but then only 5 can join into the feast, the wedding, because they have oil. It's represent for the Holy Spirit. So we so in need of his Holy Spirit in this time so that we can be alert, we can discern what come from the Lord, what come from the other spirit, other spirit of the world and of all men. So because the Lord say in the end time, many false spirit will come against the church. So in why we are hunger and thirst for the Holy Spirit and seek him and also meditate the word of God, we can be renewed, can be strengthened, and we can go in the power of the Holy Spirit. So to share the gospel, like we see after the Holy Spirit visit them, Peter can stand up and preach, and the Holy Spirit move that can 3,000 come, 5,000 come, enter into God's kingdom with sign and wonders. So with this, we learn about we hunger and we need the Holy Spirit. We need his power, his anointing to break all the yoke. And we can walk in the full life to be a witness for Christ in this dark hours. Thank you, Pastor.
Mời quý vị mục sư, chúng ta có sự nhắc nhở nào, sự dạy dỗ nào, sự soi sáng nào trong thời gian qua chúng ta trình bày để chúng ta cùng được gây dựng ở trong lời của Chúa. Riêng cá nhân tôi thì trong cái bài 10 người nữ đồng trinh này, nếu mà chú ý chúng ta thấy là ngoài cái dầu thật mà mục sư Liêm đã trình bày cho chúng ta, thì chúng ta thấy nó có mấy cái người mà không có dầu đó, họ mới kiếm dầu. Thì chúng ta thấy nó có hai loại dầu khác nữa, đó là dầu mượn với dầu mua. Dầu mượn thì tôi có một câu chuyện ở trong Kinh Thánh nói về chữ mượn. Thì chúng ta còn nhớ rằng khi mà các học trò của Elise đó ở một cái nơi đó chật chội, một ngày đó mới xin với Elise cho cất trại thêm, mở trại cho nó rộng thêm, thì ông Elise ok, đồng ý. Thì trong lúc họ đang làm như vậy đó, thì có một người la lên là ui, tôi làm rớt cái búa rồi, bởi vì tôi mượn đó, cái búa tôi mượn. Vậy thì cái búa này ông mượn, do đó ông mượn, ông xài chưa có quen. Thì tôi nghĩ vậy đó, ông xài chưa quen cái búa người ta. Thì chúng ta biết mỗi cái công, cái việc, một cái công công vụ, cái công cụ gì chúng ta xài nó thường quen đó, thì nó xài nó rất tốt. Mà nó hơi lạ lạ tay, hay là chắc chói tay, hoặc cán nó dài quá, hoặc nó nặng quá, thì nó không thuận tiện. Thì cái người xây dựng này đó, họ đang làm nó tự nhiên cái làm rớt cái búa đi. Cái ông la lên, ôi tôi mượn đó. Đó là cái nói về cái câu chuyện mượn. Còn câu chuyện thứ hai là mua. Chắc chúng ta ai cũng nhớ câu chuyện mua dầu của ông phù thủy ở trong con vua đoạn 8. Sau khi được nhận Đức Thánh Linh rồi thì ông mới thấy có cái điều gì lạ lùng, ông mới móc tiền ra ông mua Đức Thánh Linh. Thì đó là hai cái câu chuyện mượn và mua để nhắc nhở là chúng ta không nên mượn đi mua, mà chúng ta phải tìm kiếm dầu thật. Dầu thật là tính là sự sống của Chúa trên đời sống của chúng ta. Đó là tôi học được bài học ở đây qua câu chuyện 10 người nữ đồng trinh này. Do đó thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục để lời Chúa có thể hỗ trợ giúp đỡ chúng ta, soi sáng chúng ta điều gì. Tôi xin được học thêm với tôi Chúa ạ. Qua phần Kinh Thánh hôm nay sư Liêm cho học thì tôi được Chúa nhắc nhở cái điều này. Qua phần Kinh Thánh này thì Chúa muốn dạy dỗ đời sống của chúng ta một đời sống tỉnh thức. Chúng ta thấy là câu chuyện này nói lên có 10 người nữ đồng trinh. Thì 10 người nữ này, thì ở đây Chúa nói, câu Kinh Thánh nói là có 5 người dại và 5 người khôn. 10 người này đều là đồng trinh, và 10 người này đều có đèn và có dầu ở trong đèn. Những sự khác biệt ở đây đó là 5 người nữ khôn ngoan đó có dầu mang dự trữ, có dầu dự trữ. Và mục đích của 10 người nữ này có đèn và dầu để đi đón chàng rể. Và cái điều kiện để đón chàng rể là đèn phải luôn sáng. Vậy thì ở đây Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết rằng 5 người được gọi là 5 người khôn thì 5 người khôn mang đèn đi, có đèn, có dầu trong đèn và có dầu dự trữ ở bên ngoài nữa. Còn 5 người dại kia thì cũng có đèn và trong đèn có dầu. Và mục đích của họ để đi đón chàng rể. Và khi chàng rể đến đó thì đòi hỏi là đèn phải sáng. Nhưng 5 người nữ khôn ngoan thì có dầu dự trữ, nên là họ đèn họ tiếp tục được sáng. Còn 5 người dại kia lúc chàng rể đến thì đèn của họ gần tắt rồi. Và họ đòi hỏi với những người khôn là 5 người khôn là cho tôi xin ít dầu hay cho tôi vay đó. Nhưng mà cái 5 người khôn này không được, vì chúng tôi cũng chỉ đủ dầu để thắp đèn cho chúng tôi thôi. Và qua phần này thì chúng tôi thấy một điều là tất cả những người tin Chúa thì không phải tất cả mọi người đều có một đời sống tỉnh thức. Để có một đời sống tỉnh thức, người đó phải được đầy dẫy Thánh Linh và đầy lời của Đức Chúa Trời. Muốn đời sống tỉnh thức, người đó phải đầy được Thánh Linh. Và để đầy dẫy Thánh Linh thì người đó phải luôn luôn có một đời sống tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu mỗi ngày để nhận thấy sự sống của Chúa Giê-xu. Và lời của Chúa mỗi ngày phải được đọc và được tra cứu, được suy ngẫm. Thì người đó muốn tỉnh thức phải có điều đó. Vậy đây chúng ta thấy rằng để có được cái điều đó thì chúng ta thấy rằng
một đời sống luôn luôn có một mối tương giao với Chúa. Và ở đây chúng ta thấy câu chuyện này chàng rể đến trễ thì đòi hỏi 5 người này mà 10 người này đều ngủ gục cả. Nhưng khi chàng rể đến thì sao? Họ bắt đầu dậy sửa soạn đèn của mình. Tức là đời sống của chúng ta cũng vậy. Từ khi chúng ta tin Chúa mà quãng đời chúng ta sống trên đất này, và Chúa hứa Chúa sẽ đến để trở lại đón chúng ta. Và trong Kinh Thánh nói ở trong Matthew đoạn 24 ấy, và ngày và giờ Chúa đến thì không ai biết cả. Cho nên một đời sống tỉnh thức, chúng ta không biết ngày và giờ. Cho nên đời sống của chúng ta luôn luôn phải tỉnh thức để chờ đợi ngày Chúa đến. Vì chúng ta không biết ngày và giờ. Cho nên đòi hỏi bất cứ lúc nào chúng ta phải sống một đời sống tỉnh thức. Và điều mà Chúa muốn đời sống của chúng ta phải luôn luôn có một đời sống chờ đợi là. Và chàng rể đến trễ mà mọi người đều ngủ gục. Nếu nhìn bề ngoài đời sống của những người tin Chúa, người ta đều đến đi nhóm này, mọi người đều có Kinh Thánh này, mọi người cũng thờ phượng này. Nhưng mà đời sống tỉnh thức thì chúng ta nhìn thấy đó là một đời sống rất là khác biệt. Đời sống có một đời sống khát khao Chúa, một đời sống cầu nguyện với Chúa, một đời sống luôn luôn có một sự tin cậy Chúa, một đời sống luôn luôn có một đời sống thánh khiết, anh em ạ. Đó. Cho nên ở đây qua câu chuyện này thì tôi thấy được điều đó là điều mà chúng ta luôn luôn phải có đời sống tỉnh thức. Và để có tỉnh thức thì người đó phải đầy dậy thánh linh. Và nhất cho kỳ này thì Chúa luôn luôn muốn chúng ta một đời sống khát khao Chúa trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Càng những lúc khó khăn lúc này thì Chúa càng nhìn thấy rõ tấm lòng của những người bước đi theo Chúa một đời sống hết lòng và tỉnh thức với Ngài. Nên qua câu chuyện này thì dạy dỗ chính đời sống của tôi đó là luôn luôn phải có một đời sống tỉnh thức. Và để có đời sống tỉnh thức, người đó phải luôn đầy dậy thánh linh và đầy lời Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi được học với các tôn tớ của Chúa. Amen. Cảm ơn Mục sư Huấn. Xin mời Mục sư Marie Thu. Chưa gì hết kiểu tên rồi. Ok, cảm ơn Chúa. Chúng tôi là những người nữ đang chuẩn bị để đón chàng rể. Là những người đồng trinh. Cảm ơn Chúa cô Huấn đã có lời chia sẻ là trong 10 người nữ đồng trinh đó có 5 người dạy và 5 người khôn. Thì cảm ơn Chúa, chúng ta là những người nữ để chuẩn bị đón chàng rể, phải không cô Hối? Amen, amen. Tôi xin bổ túc thêm cái sự tỉnh thức và dạy dỗ để mình không trở nên vô ích là 5 người nữ dạy, nhưng mà Chúa sẽ phù giúp chúng ta là những người nữ được chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị mỗi ngày, mỗi giờ vì ngày của Chúa đã gần đến. Mình không biết lúc nào, nhưng mà mình có sự chuẩn bị. Mình ngồi lại với nhau đây để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái sự chuẩn bị của mình để mình tiếp đón chàng rể đến bất ngờ. Cảm ơn Chúa, sự thức tỉnh của mỗi người, ai cũng có sự thức tỉnh hết để mà chuẩn bị, ai cũng có cái bình đèn và dầu để mà đi đến chờ đợi chàng rể. Nhưng mà cái đèn ở trong bình của 10 người nữ đồng trinh đó thì có 5 người có dầu và 5 người chưa có dầu. Thì như cô Huấn, như bài chia sẻ của Mục sư Liêm là chúng ta thấy rồi, đời sống của mỗi người chúng ta, cái bản tính của mỗi người chúng ta đó là Chúa tạo nên cái sự tự nhiên, cái sự không có cẩn thận, bất cẩn của mình làm người mà Chúa chọn lựa. Thì Chúa biết tất cả, Chúa dò, Chúa biết hết tất cả cái bản tính của mỗi người của chúng ta. Nhưng mà làm sao để trở thành 5 người nữ đồng trinh mà có sự khôn ngoan. Dù là có dầu đốt trong cái thời gian họ chờ đợi, họ không biết là chàng rể đến lúc nào, nhưng mà tôi thiết nghĩ cái người mà dạy thì không có sự chuẩn bị, không có dầu mà cũng không có gì hết, tới cuối cùng chàng rể đến thì lúng túng chạy và chia xăm, xin người này người kia chia thì không có được gì hết, thì vô ích. Nhưng mà tôi thiết nghĩ 5 người, tôi muốn nói 5 người nữ
không có cả dầu, mà trong thời gian chờ đợi dầu giống như cái đèn mà cháy á, thì lúc nào cũng có cái tim đèn, mà cái tim đèn, cái hình ảnh cái tim đèn đó nó cháy, nếu mà cháy cháy nhiều quá, thời gian mà chàng rể đến lâu quá thì cái tim đèn đó nó cũng sẽ bị cháy, bị đen. Thì tôi thiết nghĩ nam người nữ khôn ngoan đó sẽ tiếp tục chuẩn bị trong cái thời gian chuẩn bị, không phải là đốt đèn không, nhưng mà họ có sẵn sàng nhìn thấy cái tim đèn của mình bị đen, bị cháy, thì họ sẽ bằng lòng ngồi để mà cắt, để mà tỉa, để mà sửa. Cũng như đời sống của mỗi chúng ta còn lại trên đất này, mỗi ngày chúng ta ngồi lại với nhau để chúng ta chịu cắt cái tim đèn, chịu sửa cái tim đèn, thì cái tim đèn đó nó sẽ mạnh, nó sẽ cháy. Còn nếu mà để cái tim đèn mà để cho nó lụng, để cho nó cháy cháy trong cái thời gian mà chờ đợi chú rể đến đó, thì nó cũng sẽ bị tắt. Thành ra cái sự chuẩn bị của người nữ đồng trinh mà khôn ngoan đó, thì họ có sẵn sàng mọi điều kiện để mà họ ngồi, họ chờ đợi. Thì chúng ta cũng phải, tôi nhìn đây, cái bài học này cho tôi nhìn thấy là phải có sự tỉa sửa của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta tỉnh thức để mà chúng ta ngồi lại, để mà chúng ta tỉa sửa và giúp đỡ lẫn nhau, tỉa sửa những cái tim mà nó tàn. Những cái tim giống như cái đèn cầy mà tôi mà muốn đốt nó là tôi phải coi lại cái tim của nó lâu ngày rồi mà nó không có chặt, nó đã cháy rồi, và mình dùng nó tiếp tục nữa thì nó sẽ bị ngoẻo cổ, nó sẽ bị đen thui. Thì mình phải cắt, mình phải cạo, mình phải làm sao cho cái đầu tim đèn cho nó tốt hơn, rồi với mình nó đốt là nó cháy mạnh lắm. Thì tôi thấy nghĩ đời sống của mỗi chúng ta cũng phải có cái chuẩn bị dầu và cái tim đèn nữa, để chúng ta chờ đợi chàng rể sẽ đến bất ngờ và đột ngột, giống như thời kỳ cuối cùng này Chúa dạy dỗ tôi cái điều đó. Không những là chúng ta chuẩn bị sau mà chuẩn bị cái tim đèn nữa, để nó không có tắt bất ngờ hoặc là nó đốt không cháy. Cảm ơn Chúa. Dạ, thì mình chỉ nhờ Thánh Linh phù giúp mình ngồi lại để mà mình có cái sự tương giao với Chúa mật thiết hơn để. Yeah, Mary Thu làm tôi nhớ rồi đó, tôi có 3 năm ở dưới quê đó, ở miền Tây đó. Yeah. Điện đón thì nó không có, rồi xài cái đèn dầu, không biết không, quý vị đây có biết cái đèn cốc không? Cái đèn cốc là nó không có đèn, nó chỉ có cái tim thôi. Gió dữ lắm. Mỗi tối mấy đứa em tôi nó mới đốt đèn. Tôi. Nó đốt đèn đó thì nó kéo cái tim lên thì nó khỏe. Ngắt bỏ cái đèn tim mà cháy qua rồi mới đốt đèn thì đèn mới sáng tốt được. Đúng. Chúa đây là cũng sự nhắc nhở mà mục sư Russell mà lại cho chúng ta biết rồi đó, để cho cái đèn ngày hôm nay sáng tỏ tốt thì chúng ta phải biết bỏ những cái gì cản trở cái sự sáng đó, đó là chính những cái chuyện sai mà đã đen thui rồi trong đời sống chúng ta. Xin mời quý vị một khi nào chúng ta có sự nhắc nhở nào chúng ta cùng chia sẻ để có sự gây dựng chung cho cả mọi người. Tôi cũng xin được học. Tôi đã học được một câu kinh thánh, câu cùng là câu số 13. Câu số 13 lời Chúa nói rằng: vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Cảm ơn Chúa, bài học này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, nhắc nhở cho tôi biết rằng có một nguyên tắc. Cái một nguyên tắc mình muốn được về ở với Chúa, mình muốn được bởi tình yêu ân điển của Ngài dành cho chúng ta, thì chúng ta phải có một nguyên tắc. Mà nguyên tắc đó là một nguyên tắc là Chúa dạy dỗ chúng ta là hãy tỉnh thức. Tôi biết rằng bài học ngày hôm nay nhắc nhở cho tôi rằng Chúa hỏi tôi: con có sẵn sàng chưa? Con có sẵn sàng chưa? Và Chúa cũng muốn hỏi tôi rằng chẳng có lời hứa gì cho ngày mai. Không có lời hứa gì cho ngày mai khi ngày hôm nay tôi không thực hiện những điều mà Chúa dạy dỗ cho tôi. Trong đời sống mỗi ngày, Chúa nhắc nhở, lời của Chúa nhắc nhở tôi như thế nào? Tôi phải tỉnh thức như thế nào? Tôi phải có một đời sống mới như thế nào? Bởi tình yêu ân điển của Chúa dành cho tôi. Chúa nhắc nhở điều đó. Chúa hỏi: con ơi, con có sẵn sàng chưa? Con có dầu chưa? Con có đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Con có cần Đức Thánh Linh không?
Và Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng là phải sẵn sàng, phải luôn sẵn sàng. Mình đừng nghĩ mình là đủ, tôi không nghĩ tôi đủ, và tôi cần Chúa rất là nhiều. Phải cần Chúa, và đời sống của người theo Chúa là luôn tỉnh thức cho chính mình trước. Khi mà tỉnh thức được về chính mình thì mình mới có thể nhắc nhở được người khác. Và tôi cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng giúp cho tôi biết được bài học ngày hôm nay là một nguyên tắc dạy dỗ cho tôi rằng là con có sửa soạn ngày hôm nay cho Chúa chưa? Con có sẵn sàng chưa? Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta để chúng ta thấy một bài học này và được nhắc đi nhắc lại về bài học mà tỉnh thức rất nhiều chúng ta. Thì tôi đã học được bởi tình yêu ân điển của Chúa. Chúa chờ đợi đến một lúc, không phải là chờ đợi mãi, mà chúng ta phải làm gì cho Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng và sẵn sàng để đổ đầy dầu bằng Đức Thánh Linh, bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng sự sống trong Chúa. Sự sống đó là lời sự sống của Ngài, và bởi Đức Thánh Linh đổ dầu cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhìn thấy cái đây bối cảnh một người, một trong những cái điều mà chúng ta cảm thấy được rất là cảnh báo, đó là trong 10 người thì không có ai là người nữ không đồng trinh. Chúng ta lưu ý như vậy. Đây là điều Chúa đang cảnh báo những người cơ đốc nhân, chứ không phải là những người ngoại. Tất cả đều là 10 người nữ đồng trinh, nhưng mà 5 người được đi với chàng rể và 5 người ở lại. Căn cứ vào phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta nhìn thấy cái đèn đây không phải là cái đèn dầu, không phải là cái đèn mà giống như nó có cái gì đó ở dưới, nó có chứa dầu ở trên, không phải. Hồi xưa thì người ta có hai loại đèn, một loại đèn để trong nhà. Trong nhà đó thì hồi xưa thì trong thời kỳ Hy Lạp thì người ta có một cái loại đèn ở một bên nó có hai cái lỗ, một bên người ta chế dầu vào, còn bên kia là nó thắp sáng với những cái tim đèn. Nó giống như là cái đèn gọi là cái đèn dầu của mình, nhưng mà nó khác rất là xa. Thông thường những cái đèn đó không di chuyển ra khỏi nhà được. Lý do là hồi xưa họ không biết cách, họ làm theo cái nguyên tắc bình thông nhau, nên khi mà di chuyển nó sẽ đổ và nó phực ngay lập tức. Người ta không di chuyển cái đèn ra khỏi nhà. Và ở đây thì cái bối cảnh đèn và những cái đèn là những người ta di chuyển đi đón chàng rể. Nên nếu nói theo cái ngôn ngữ của người Việt Nam mình thì đó là đuốc chứ không phải là đèn. Có nghĩa là có một cái cây ở trên một cái cách diễn tả thì giống như Việt Nam mình gọi là đuốc. Nên đó là lý do mà tại sao có cái dầu theo bên cạnh. Nếu mà sử dụng cái đèn theo cái loại một của người Hy Lạp thì không cần dầu theo, tại lý do là cái bình ở dưới chứa dầu rồi. Còn cái đằng này Kinh Thánh dạy là có đem bình dầu theo, thì có nghĩa là rất là nhiều cái khuynh hướng, đó là cái người đó họ đang sử dụng, nó giống như cây đuốc và thấm cái và cái cách sửa soạn giống như hồi nãy cô Trinh hay ai nói đó, ở trong câu 7, những người nữ đồng trinh bèn thức dậy, bèn sửa soạn đèn của mình. Cách khi xưa họ sửa soạn bằng cách là họ sẽ cắt bớt những cái tim đèn, giống như nãy mục sư Minh cũng nói, bẻ gãy những những cái điều mà nó cháy, nó cháy khô ở ngoài đó, cắt bỏ đi để cái đèn nó có thể cháy tốt hơn. Và đó là cách thức mà chúng ta nhìn thấy khi xưa. Và trong từ ngữ đó thì chúng ta cũng nhắc nhớ về sự Chúa trở lại, như giống như trong A-mốt đoạn 4 câu 12, hãy sửa soạn mà gặp mặt Đức Chúa Trời ngươi ở trong bất cứ lúc nào, để chúng ta tấm lòng tỉnh thức. Và tại đây chúng ta nhìn thấy 5 người nữ khôn và 5 người nữ dài, và tất cả đều đồng trinh. Ở đây thì dĩ nhiên không ai trong chúng ta muốn mình là những người gọi là dại cả. Nhưng mà ở đây lời Chúa muốn nhấn mạnh là nếu không có sự chuẩn bị và sẵn sàng thì chúng ta là những người dại. Có thể là không biết bao lâu ở trong chức vụ, trong sự hầu việc Chúa. Đó, sự dại là như vậy. Chúng ta không biết là những người nữ này đã chờ bao nhiêu, họ đã chuẩn bị tấm lòng bao nhiêu đối với tất cả những cái đề đồng trinh đang khi được nhấn mạnh là gì? Người đó giữ một cái đời sống thuần khiết để chờ chàng rể. Cũng giống như vậy, tất cả mọi cơ đốc nhân chúng ta luôn luôn giữ đời sống của mình lên thánh
như là lời Chúa rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Tuy nhiên, như tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là kết thúc hơn khởi đầu, và ước rằng chúng ta chạy một cách tốt lành ở trong ân điển, ở trong năng quyền mà Chúa ban cho. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng đó là bài học về sự tỉnh thức. Tất cả mọi chúng ta đều phải tỉnh thức, tại vì không ai tiền định mình là những người khôn, cũng không ai tiền định mình là những người dài. Dài hay khôn là do tỉnh thức, dài hay khôn là do chúng ta có một sự chuẩn bị sẵn ở trên đời sống của mình, có đèn và dầu. Và khi mà Kinh Thánh đang khi muốn nói về dầu đó, thì chúng ta cũng nhìn biết được rằng ở trong thời kỳ cựu ước thì nó có ba lĩnh vực đang khi đụng với vấn đề dầu. Nếu là người Israel thì người ta biết rất rõ về vấn đề đó. Thứ nhất là cái sự sức dầu cho cái người mà được gọi là được sạch đó. Nếu mà một người mà thầy tế lễ khi xưa để chuẩn cho một cái người hoàn toàn được hết bệnh, thì người đó cũng sức dầu trên người bệnh nữa. Nên chúng ta nhìn thấy là cái đó là sự sức dầu đầu tiên cho người bệnh. Và nếu mà chúng ta xem ở trong Lê Vi Ký thì chúng ta sẽ nhìn biết được này. Ở Lê Vi Ký đoạn 14 thì sự sức dầu, những huyết sức ở chỗ nào thì dầu ở trên đó. Thì cái ý nghĩa đầu tiên của sức dầu nó bày tỏ rằng người đó phải được rửa sạch ở trong dòng huyết của Chúa và có dầu của Thánh Linh của Chúa trên đời sống. Giống như là Chúa Giêsu ngài nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 3 về cái sự cứu của Chúa. Vấn đề thứ hai nữa là sự sức dầu ở trong thời kỳ cựu ước thì họ sức trên những thầy tế lễ. Đó là những người mà như là Aaron, thì cái cách thức đó là bắt buộc họ phải sức dầu trên những người đó. Nếu mà chúng ta xem một số câu ở trong Xuất đoạn 30 câu 30 đó, ngươi cũng hãy sức dầu cho Aaron các con trai ngươi để biệt riêng ra thánh. Và đây là một sự sức dầu nó mang tính chức vụ. Và ước rằng tất cả quý vị ở đây, chúng ta là những người được kêu gọi ở trong sự kêu gọi, trong sự hầu việc Chúa, thì ước rằng dầu của chức vụ luôn luôn được ở trên đời sống của quý vị, giống như Aaron, giống như các con trai của người, giống như các thầy tế lễ Lê-vi khi xưa, để sức dầu. Và dầu đó không bao giờ cạn trên đời sống chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta kinh nghiệm được sự sức dầu một cách tươi mới ở trong chức vụ, để trong sự hầu việc Chúa, đặc biệt là trong một cái thời kỳ Covid này. Và sự sức dầu cuối cùng ở trong thời kỳ cựu ước mà thông thường những người Do Thái họ biết rất rõ, đó là bất cứ người vua nào đang khi được phong chức thì cái cách thức đó là sức dầu. Chúng ta nhớ câu chuyện của David đang khi sức dầu cho Saul làm vua, và sau đó thì ông ta sức cho David theo mạng lệnh của Chúa ở trong Samuel thứ nhất. Và đó là ý nghĩa của sức dầu. Sức dầu làm vua nó công bố về cái người đó sẽ mặc lấy quyền năng như là một người vua để ra đi trong quyền năng của Chúa. Và đó cũng là ý nghĩa của sức dầu trong quyền năng của Đức Thánh Linh của Chúa. Trước đó có thể là chúng ta chỉ là một con người bình thường, nhưng qua sự sức dầu để trở nên làm vua thì chúng ta có một cái thẩm quyền đóng và mở như lời Chúa nói. Đang khi chúng con cầu nguyện thì bất cứ điều gì thì đóng mở thì Ngài cũng cầu xin, Ngài cũng nghe lời chúng ta cầu xin. Và đó là thẩm quyền của người vua mà Chúa trao vào trong tay các đệ tớ của Chúa. Và đó là cái sự sức dầu mà chúng ta nhìn thấy lời Chúa dẫn dắt tại đây. Chúng ta ước là mọi chúng ta được nhắc nhở trong đời sống này, đặc biệt là giữ đời sống như nãy cái câu Kinh Thánh trọng tâm đó, ở trong câu 13, hồi nãy câu 9 có đọc đó. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Và đó là lý do mà chúng ta luôn luôn được tỉnh thức. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thì giờ mỗi buổi sáng như vậy rất là tuyệt vời. Chúng ta ước được mài nhọn ở trong lời Chúa, được chà xát với nhau ở trên lời Chúa, nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở được tỉnh thức luôn luôn. Và đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa. Và ước là chúng ta giữ sự trung tín này trong các chức vụ luôn luôn giàu không thiếu.
Không có ai thiếu cả, thiếu mặt cả. Để rồi ở trên Zoom này bao nhiêu người? 14 người. Tôi ao ước là không có 7 người nào ở lại hết. Nhưng 14 người chuẩn bị giàu, sẵn sàng ở trong sự thuần khiết bởi giàu của sự sức giàu của Chúa trên đời sống, thì mà chúng ta mới tiếp nhận Chúa sức giàu giống như là Aaron và các thầy tế lễ trong chức vụ. Tôi tin rằng điều đó nó không phải là sự kêu gọi của đoàn nghiên giáo cho quý vị, nhưng mà Chúa là đấng sức giàu chọn lựa quý vị, và chúng ta nhận lấy sự sức giàu bởi Thánh Linh như là một vua có cái thẩm quyền mạnh mẽ ở trong quyền năng của Ngài. Và như là lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu số 19, chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta giữ cái tư cách, cái thẩm quyền của nhà vua. Và đây là lúc mà chúng ta không phải là sợ hãi, mà là công bố ở trong quyền năng của Chúa, để mọi dịch lệ, mọi sự sợ hãi, mọi bệnh tật, nó không có quyền trên quý vị, không có quyền trên gia đình quý vị, trên cộng đồng quý vị, trên đồng bào Việt Nam và toàn cả thế giới. Đó là điều mà chúng ta thực thi trong quyền năng giàu Thánh Linh của Chúa ngay trong thời điểm này. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Chúa vì mà Bục Sư Thảo. Ở đây đăng ký các đệ tử Chúa chia sẻ thì tôi cũng được nhớ đến một cái điều nữa là, mà tôi không nhớ ra câu kinh thánh, Chúa nói chính sự sức giàu bẻ gãy ngoại ách. Khi chúng ta bước đi trên thế gian này thì ma quỷ luôn luôn muốn chất trên chúng ta những cái ách của nó, hoặc tự chúng ta bị mang ách của tội lỗi. Nhưng mà khi đến với Chúa thì Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và sau đó Chúa nói hãy gánh cái ách của Chúa. Nhưng mà trong cái ách của Chúa là một cái gánh nhẹ nhàng, mà gánh nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sự sức dầu Chúa ban cho chúng ta làm bẻ gãy mọi ách trên cuộc đời chúng ta. Và để khi chúng ta rao giảng, chia sẻ cho bầy chiên, thì những cái ách ở trên họ cũng bị gãy tức đi, và họ cũng được tự do. Và đó là khi chúng ta được hầu việc Chúa trong sự sức dầu, thì chúng ta sẽ đem đến sự tự do cho dân sự Chúa, và họ sẽ kinh nghiệm, tự chúng ta cũng kinh nghiệm những cái ách đó bị bẻ đi, gãy đi, và chúng ta cũng rao ra sự tự do cho dân sự khi chúng ta hầu việc Chúa trong sự sức dầu. Tôi xin phép đọc câu kinh thánh mà cô Thảo vừa nhớ. Câu kinh thánh nó chính xác như thế này, đó là Ê-sai đoạn 10. Trong Ê-sai đoạn 10, trong ngày đó gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị đẩy vì sự béo mập. Béo mập, béo mập là nhờ ăn uống nhiều, ăn uống nhiều béo mập. Béo mập thì áp này ăn lời Chúa, uống lời Chúa vô thì cái sự sống của lời Chúa nó sẽ làm cái ách nó bị gãy đi. Ách tức là những cái điều của xác thịt mà nó còn ràng buộc chúng ta. Chúng ta thấy rằng trong đời sống chúng ta có ba điều bị làm chúng ta bất an, đó là gãy, roi với ách. Mà gãy với roi á thì Chúa đã giải quyết chúng ta bằng sự chết của Ngài. Khi chúng ta tiếp nhận sự chết của Chúa thì cái roi của sự thạnh nộ, của sự vô xả không còn nữa. Cái gậy cai trị của tội lỗi cũng không còn nữa. Nhưng mà cái ách, tức là cái điều mà một sư Thảo vừa nói đó, nó phải có nhờ no đầy lời Chúa thì nó mới gãy bớt đi được. Một lần nữa là chúng tiếp tục cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, Ngài cho khiến chúng ta thấy lại đời sống quân bình. Chúng ta phải có một sự quân bình. Nhất là chúng ta, tất cả chúng ta ở đây đều đã được sức dầu để có chức vụ gì đó ở trong sự sử dụng của Ngài. Tuy nhiên, sự sức dầu nó có sáng hay không thì tùy trong cái bình nó có dầu hay không. Chúng ta thấy cũng có nhiều trường hợp cái bình có dầu nhưng mà không có đốt được, không có tỏa sáng được,
bởi vì không có sự sức giàu. Nhưng mà tất cả chúng ta đây trước mặt Chúa, Ngài đã nhắc nhở là Ngài đã sức giàu chúng ta để làm gì đó. Tuy nhiên, để cái sự sức giàu nó có sáng loài ra hay không, sáng tỏ ra hay không, thì thứ nhất tùy thuộc vào cái giàu bên trong. Điểm thứ hai, tùy thuộc vào cái chuyện mà có cắt các kim đèn mỗi buổi sáng hay không, có làm cho cái những cái chai lì, những cái cứng cỏi nó ra khỏi cái tim đèn hay không, để cái đèn nó có thể sáng tỏ. Đây là sự quân bình trong cái sự khó giàu và khó cái sự sức giàu. Xin chúng ta đến với Chúa để cầu xin Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta trong sự quân bình này, để hầu chức vụ chúng ta có ích lợi cho Ngài của Chúa, cho vương quốc của Ngài. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đều có sự nhắc nhở riêng tư của Chúa, của Thánh Linh Ngài. Nhưng Thánh Linh Ngài cũng luôn luôn dạy dỗ chúng ta trên lẽ thật của Ngài. Xin chúng ta đến tiếp tục để thì giờ riêng tư của chúng ta để suy gẫm lời của Chúa. Và đặc biệt buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ hẹp ý với lời cầu nguyện của hai vị. Thứ nhất là xin mời mục sư Sang ở miền Bắc, và sau đó là lời cầu nguyện của mục sư Gia Hiền ở Đức Trọng ở Di Linh ở miền Trung Nam. Xin mời mục sư Sang cầu nguyện. Lạy Cha Giêsu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. Một ngày mới tốt lành, được đầy ơn của Chúa để chúng con đến trước mặt Chúa, để sự sống sự sáng của Ngài tuôn đổ cho chúng con. Chúng con thật vui mừng vì Chúa dẫn đàn chiên của Chúa ra một cách đầy hớn hở và sự vui mừng, đem chúng con đến nơi nguồn mạch của sự sống Chúa, với sự thành tín của Chúa và sự nhân từ của Chúa. Ngài khuấy động lòng chúng con càng thêm lên nữa sự nhận biết ý muốn tốt lành của Chúa, tỉnh thức trước ngày giờ Chúa quay trở lại để tiếp rước chúng con. Trời ơi, mỗi một chúng con ai nấy đều tự phải hỏi mình, chúng con là người khôn hay người dại của Chúa? Để Chúa, chúng con hết thảy đều chết mất trong tội lỗi mình nếu như không phải nhờ ơn và ân điển của Chúa ban chúng con trong Chúa Giêsu Christ, là đấng đến từ Cha, đấng phán với chúng con rằng ta là sự sáng của thế gian. Và cảm ơn Ngài, nếu như không phải sự sáng của Chúa đến giữa thế gian này, chúng con đứng đi trong tội lỗi mình, chúng con chết mất trong sự tăm tối chúng con. Nhưng mà nhờ lời của Chúa, Chúa thắp ngọn đèn chúng con, phải lắm rêu và Đức Chúa Trời chúng con thắp ngọn đèn trong sự tăm tối chúng con, trong tâm linh của chúng con được đổ đầy lại trong lòng chúng con lời hằng sống và bền vững của Chúa, được đầy dẫy Thánh Linh của sự sáng Chúa, để rồi Ngài đem đến cho chúng con sự hiện diện. Cảm ơn Chúa, linh tánh loài người vốn là một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, nhưng mà nếu không nhờ Thánh Linh Chúa, chúng con chết mất trong sự tối tăm chúng con. Nhưng mà nhờ Thánh Linh Chúa, Ngài bày tỏ và soi sáng lời của Chúa, để khai mở lời rhema và thần linh sự sống của Chúa cho mỗi chúng con buổi sáng hôm nay, để mỗi chúng con được nhận biết rằng quá thực trong chúng con, nếu như không phải sự đầy dẫy lời của Ngài và Thánh Linh Chúa, thì không một ngọn đèn nào trong tâm linh chúng con có thể sáng rực rỡ để có thể soi sáng chúng con. Trời ơi, xin càng thêm lên nữa chúng con như năm người nữ đồng trinh khôn ngoan, sửa soạn đón chàng rể, để không phải chúng con lấy nghe làm đùa mà lừa chúng mình, mỗi ngày thêm lên chất chứa lời hằng sống của Chúa trong lòng con. Mỗi ngày thêm lên sự nhận biết Ngài qua lời của Chúa. Mỗi ngày chúng con càng tỉnh thức thêm lên, chúng con sống không phải nhờ cơm bờ bánh đâu, nhưng nhờ mọi lời phát ra từ miệng Chúa Trời của chúng con. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa một lần nữa. Chúng con nhìn lại thật quá thật, những người khôn thì sẽ khôn nữa, sự công bình sẽ càng công bình nữa, vì cớ chúng con đã quá dại khờ trong cuộc đời của chúng con, sự tăm tối và ô mê của chúng con. Nhưng giờ đây nhờ lời Chúa và Thánh Linh Chúa soi sáng cho chúng con,
Chúa ơi, chúng con mang ngọn đèn tâm linh của chúng con tỉnh thức mỗi ngày để trực chờ ngày Chúa trở lại. Mỗi ngày thêm lên sự nhận biết ngày, mỗi ngày thêm lên lắng nghe lời của Chúa và làm theo ý muốn tốt thánh của Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện là xin Chúa thêm cho chúng con càng ngày càng yêu mến lời của Chúa. Thật hơn mật ngọt của tàng ong. Thật như là vô được mồi lớn về Chúa của chúng con. Để mỗi một chúng con ai nấy đều yêu thích lời Chúa, yêu thích chính mình Chúa, và yêu thích sự sống và sự sáng của chính mình. Trời ơi, con cầu nguyện điều đó đến trên chính mình con và anh em chúng con, sức dầu tuôn đổ mới mẻ trên chức vụ của từng anh em chúng con. Trời ơi, xin cho chúng con ngay lành ở trước mặt Chúa, và đang khi chúng con được tỉnh thức trong ngày cuối rốt, thì mỗi ngày là mỗi một ngày tỉnh thức, mỗi ngày là một ngày khôn ngoan để có thêm lời Chúa, thêm sự dẫn dắt và sự đầy dẫy của Thánh Linh của Chúa. Trời ơi, chúng con sẽ tắt chết thôi nếu như không có Thánh Linh Ngài soi sáng trên lời của Chúa. Trời ơi, chúng con sẽ tắt chết thôi nếu như chúng con không có lời của Chúa và không được nuôi dưỡng bởi lời hàng sống của Chúa. Trời ơi, xin cho chúng con tỉnh thức để không ăn dâm dạ với sự khôn ngoan đầy dẫy ngoài thế gian, nhưng mà chúng con tỉnh thức với lời của Chúa. Những người soi sáng nơi tối tăm của tâm linh chúng con, vì nó đã quá đủ rồi cho sự tối tăm mà tổ phụ của chúng con để lại. Như giờ đấy chúng con không những cầu nguyện cho chúng con thôi, nhưng xin tỉnh thức để rồi soi sáng ngọn đèn tâm linh của chúng con, như tôi tớ của Chúa là Phaolô đã phải kêu lên để mà cầu nguyện cho mỗi mình chúng con. Xin Chúa soi sáng con mắt lòng anh em, để mỗi chúng con, mỗi ngày chúng con sẽ nhận biết về sự trông cậy của sự kêu gọi của Chúa là thế nào, sự giàu có, cơ nghiệp và làm sao trên từng cuộc đời chúng con. Để chúng con biết được quyền vô hạn của ngọn lửa, của ánh sáng sự sống Chúa, như lời Chúa đã phán với tổ phụ chúng con, đèn đó phải sáng luôn ở nơi đền thờ của Chúa. Tâm linh chúng con phải sáng luôn lời của Chúa, được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chúa. Chúa ơi, y như quyền phép tối thượng của Ngài, chúng con này xin ơn của Ngài, nhắc nhở chúng con đêm đã khuya, ngày đã gần đến được với Chúa chúng con, để chúng con lột bỏ tính xác thiệt mình trong sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng là lời của Chúa. Chúng con bước đi ngay lành trước mặt. Trời ơi, xin hạ cho con xuống trong sự khiêm cung, yêu mến đến nhau cách thật thà, đi với nhau ở trong một hiệp một với nhau, trong một chi thể, trong thân mật đấng Christ chúng con là ánh sáng sự sống, là đầu của thân thể. Trời ơi, không có gì khác đâu nếu chúng con không ở trong chi thể hiệp trong một thân, chúng nâng đỡ nhau trong sự yêu mến thật thà, trong tình yêu mến lẫn nhau. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa một lần nữa vì Chúa lay động lòng của con buổi sáng, Chúa khơi dậy những bấc đèn còn thui chột trong chúng con. Cảm ơn Ngài vì ánh sáng lại bừng lên và lời của Chúa lại thêm lên cho chúng con. Trời ơi, hôm nay chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con có một năng lực để khơi rộng tâm linh chúng con, để nguồn mạch của dầu Chúa đến đầy rẫy trên từng tôi tớ Chúa, trên từng đời cuộc sống của chúng con. Thắp sáng lại Chúa, thắp sáng lại và soi sáng chúng con. Xin quay mặt chúng con để ánh sáng về mặt Chúa và soi trên từng khuôn mặt chúng con. Xin quay trở lại tâm linh chúng con để chúng con thấy lời của sự sáng Chúa, lời hê ma, lời hạt sống của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Một lần nữa cảm tạ Chúa vì Ngài đã thay đổi bước đường của chúng con. Thay vì chúng con bước trong sự tối tăm, thì chúng con quyết định trở thành người nữ, đồng nam người nữ, đồng chính khôn ngoan. Bây giờ chuẩn bị dầu đèn của mình trước ngày Chúa Giê-xu biết chúng con tái lâm. Cảm ơn Chúa một lần nữa vì chúng con thật yêu mến sự thành tín của Chúa. Lời thành tín của Chúa, Ngài hồi tưởng giao ước Ngài luôn luôn cho chúng con, để chúng con không thay đổi. Chúa ơi, ý muốn thánh của Ngài trên đời sống chúng con. Cảm ơn Ngài một lần nữa. Xin chúc phước lại trên liên đoàn truyền giáo phụ âm, trên các tôi tớ Chúa, những người ngày và đêm đang chuẩn bị dầu đèn cho chúng con trong quyền năng của Ngài, vì chính họ đồng làm việc với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con biết ơn Chúa một lần nữa, dâng vinh quang, vinh hiển, sự giàu có, năng lực và thật là Chúa quá đỗi khôn ngoan lên cho chính mình Ngài. Nguyện Cha được vinh hiển và được cả sáng. Chúng con biết ơn Chúa từ kính chung sự công nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Đăng khi chúng con đang ngồi dưới bệ chân của Ngài, mỗi buổi sáng Ngài lại đem đến cho chúng con những lời của Ngài để nhắc nhở, để sống chúng con. Trời ơi, chúng con là Ngài phán với chúng con lời của Ngài rằng là chúng con là những người thầy tế lễ. Mỗi buổi sáng, buổi tối, buổi chiều, mỗi ngày là chúng con là những người phải thắp đèn
Ôi, nơi đó phải có bánh trần thiết chúng con phải ăn. Ở tại nơi đó chúng con dâng hương cho Ngài. Để Chúa sáng hôm nay qua lời của Chúa đem đến cho chúng con rằng, Chúa ơi, làm thế nào để chúng con có dầu mỗi ngày cho Ngài, cho chính mình để chờ đợi Ngài. Chẳng lẽ chúng con là Chúa Giêsu Christ đến tại lâm trên đất này. Ôi Chúa ơi, đăng khi sự kiện thế giới này nhiều nơi đầy dẫy những sự khóc lóc, sợ hãi, run rời. Lạy Chúa, trong ngày đó, Ngài nói là đó là Ngài sắp tái lâm trên đất mà rước những cô dâu của Ngài về thiên đàng. Chúng con cảm ơn Cha. Chúa ơi, xin Ngài vừa giúp chúng con sống khôn ngoan cho Ngài, sống luôn luôn. Và chúng con đang sống luôn luôn, đang đối diện nhiều cái trên đất này. Vì trên đất này không phải là quê hương của chúng con, mà quê hương chính của chúng con là thiên đàng mà Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng con rồi. Chúng con cảm ơn Cha. Vậy thì ngày hôm nay chúng con đang chờ Ngài, đang chờ chẳng rẽ đến lạy Chúa. Nhiều người ngày hôm nay đang ngủ gục. Ôi Chúa ơi, thiếu dầu. Lạy Cha, xin Ngài vừa giúp chúng con có sự khôn ngoan, thông sáng để chờ đợi Ngài bằng chính lời của Ngài, nghe lời của Ngài mỗi ngày. Và để chúng con phải đầy dễ dầu từ chính mình Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Lạy Cha, xin Thánh Linh của Ngài vừa giúp chúng con trong thời kỳ cuối rốt, là thời kỳ khó khăn này. Vừa giúp chúng con, ôi để mỗi buổi sáng tỉnh nguyện để cầu nguyện khắp mọi nơi. Cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho, ôi, các việc mà chúng con phải cần cầu nguyện. Lạy Cha, xin Ngài vừa giúp chúng con để mỗi buổi sáng lại cầu nguyện của chúng con như thắp hương, dâng hương cho Ngài. Lạy Cha, xin Ngài bảo vệ mỗi người một trong chúng con sống phải khôn ngoan đối diện với sự khó khăn đời này. Chúng con cảm ơn Cha. Cha ơi, sao hôm nay lời của Ngài muốn ngôn với chúng con rằng là hai người dạy và người khôn này, xin Cha cách sự ngu dạy mỗi người một trong chúng con đang sống và đang sống thì giờ này, có tất cả những điều sự tối tăm, sự biến nhát, sự Chúa ơi, những điều mà không yêu mến Chúa ra khỏi để sống chúng con, và bắt những chúng con sống khôn ngoan cho Ngài, sống khôn ngoan cho Ngài. Thì lại cho qua chương trình hôm nay chúng con cầu nguyện là xin Ngài đến. Ôi Chúa ơi, khắp nơi tại đất nước Việt Nam của chúng con đang dịch lễ này, lạy Chúa, Ngài tỉnh thức những cớ đốc nhân, tỉnh thức những tín hữu hội thánh của Ngài, và lạy Chúa qua lời và chúng con thông công này, xin lời của Ngài đụng chạm những người nghe và họ nghe, họ tỉnh thức. Chúa ơi, Ngài cũng tỉnh thức đến, ôi, bậc cầm quyền đất nước Việt Nam của chúng con nữa, xin Ngài ban cho họ nhận thấy Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi. Ôi Chúa ơi, ngoài Ngài không ai làm được. Ôi Chúa ơi, dịch lễ này mà quỷ đem đến để phá hủy hội thánh Chúa, và Ngài dùng qua dịch lễ này để tỉnh thức chúng con mỗi ngày chúng con sống. Ôi Chúa ơi, xin Ngài vừa giúp chúng con để chúng con làm được điều này. Và xin Ngài vừa giúp chúng con sức dầu cho mỗi người một trong chúng con, để lời của Ngài thì có sự sống rồi mà, để cho người nghe, họ được chữa lành, họ nghe, họ kính sợ Chúa, họ nghe rồi họ tin nhận Chúa, để ngày Chúa tái lâm ai ai cũng được cứu. Chúng con cảm ơn Cha. Và sáng hôm nay Chúa ơi, Ngài tiếp tục ngày còn lại cho chúng con nữa, mỗi buổi sáng là mới, những lời mới của Ngài. Xin sự sức dầu trên tôi tớ của Chúa toàn quốc từ Nam Bắc Campuchia. Lạy Chúa, Ngài ban cho chúng con những lời sống để tỉnh thức lẫn nhau trở lại. Và Ngài dùng, ôi Chúa ơi, Ngài đem cho chúng con có sức để học lời của Ngài nữa, Chúa ơi. Mà nếu chúng con mệt mỏi quá, lời của Ngài không thể bày tỏ ra được. Lạy Chúa, xin Ngài vừa giúp chúng con trong thời kỳ cuối rốt này, là thời kỳ rất là khó khăn, thời kỳ ham mến thế gian nhiều hơn sự cám dỗ. Và Ngài phán với chúng con đầu tiên trong Ma-thi-ơ 24 rằng hãy giữ mình thánh, hãy giữ mình. Chúa ơi, là Chúa, Ngài phụ giúp chúng con để chúng con giữ mình thánh trước mặt Chúa. Và chúng con, ôi Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng con đối diện, ôi, với sự tối tăm đời này. Họ luôn luôn rình mò chúng con như sư tử, ôi Chúa ơi, có thể nuốt mỗi người yếu đuối. Ôi Chúa ơi, xin Ngài phụ giúp chúng con mạnh dạn trong Chúa, cầm binh khí của Ngài đã ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Cha. Thì giờ này xin sự chúc phước của Ngài trên mỗi một chức vụ tới tới của Chúa sáng hôm nay có mặt, và Ngài cũng đến thúc đẩy, đến để nhắc nhở những tới tới của Chúa phải tiếp tục
cùng chung nhau. Ôi Chúa ơi, chung nhau trong sự cầu nguyện, chung nhau trong sự học lạy Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Và thì giờ này con dâng lời cầu nguyện, dâng những lời của Ngài, vừa giúp chúng con, xin Ngài tẩy trị và vừa giúp chúng con để hiểu, mở đôi tay, mở mắt chúng con để chúng con hiểu lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con hiệp ý với đôi tay của Chúa sống nay trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thăm hỏi con nghe không? Pastor, so I live here because I'm go to school, right? Okay. Bless you. A good day. Yeah. You play all come right. Amen. Xin Cha con nay chẳng gặp trên khắp quê tôi.